Thưa quý vị, năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch các giải pháp khôi phục tăng trưởng, trong đó công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ cao tiếp tục được xem là mũi nhọn phát triển hiện nay. Được xem là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội Đà Nẵng trong năm qua, ngành thông tin và truyền thông vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng và trở thành một trong những trụ đỡ chính, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của thành phố. Năm 2021, tổng doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông thành phố ước đạt 31.287 tỷ đồng, đóng góp 8,2% trong cơ cấu GDP. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 98,5 triệu đô la Mỹ, cho thấy các hoạt động hiệu quả, bền vững của các doanh nghiệp công nghệ thông tin là cơ sở tăng trưởng cho năm 2022 cũng như những năm tiếp theo. Trong năm 2022, doanh thu của ngành phải đạt trên 33.000 tỷ, có cái tốc độ tăng trưởng khoảng trên 6%. Tốc độ tăng trưởng đối với cái dịch vụ công nghệ thông tin thì phải tăng trưởng từ 10 đến 11%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm phải đạt 110 triệu đô la, tăng rằng là như vậy rằng là khoảng 11,6% so với năm 2021. Sang năm 2022 thì chúng tôi dự định có một số sự chuyển biến lớn. Thứ nhất là sẽ đầu tư mạnh hơn vào những cái chúng tôi gọi là end-to-end service, tức là những dịch vụ trọn gói từ những khâu tư vấn rồi đến định hướng phát triển giải pháp, xây dựng giải pháp, triển khai, và đặc biệt là khâu gọi là hỗ trợ trên dịch vụ để mà đảm bảo cho cái khách hàng được một cái dịch vụ trọn gói từ đầu đến cuối. Hiện nay, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành nghị quyết số 05 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước vào năm 2030. Bên cạnh những nền tảng, các cơ sở dữ liệu nền đã hoàn thiện, hiện nay như cơ sở dữ liệu công dân, doanh nghiệp, nhân hộ khẩu, đất đai, v.v. Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục số hóa thêm nhiều dữ liệu khác và đặt mục tiêu đảm bảo hệ thống cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đặt ra, tránh tình trạng phân tán manh mún và lạc hậu. Bây giờ cơ sở dữ liệu chính là tài nguyên và chính là tài sản, và ở bất kỳ một quốc gia hay một địa phương nào, chúng nếu có được cơ sở dữ liệu là sẽ là một trong những cái nguồn lực để cho sự phát triển. Phát triển mạnh công nghiệp, công nghệ cao và công nghệ thông tin gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, cũng chính là nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã xác định. Một năm mới mở ra với nhiều triển vọng nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và chính quyền thành phố Đà Nẵng nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn, tận dụng tốt cơ hội, cơ chế chính sách, động lực tăng trưởng mới, vững vàng đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh hơn, vững chắc hơn, tiếp tục chung tay xây dựng một thành phố bên sông Hàn giàu đẹp, an bình và đáng sống.